À, hi, Đức vừa mới đi làm ở công ty về, nào Quang nghe thẻ nhân viên cùng chìa khóa xe lên bàn. À, đừng thấy thẻ nhân viên màu hồng nữ tính mà nghĩ tôi là bánh bèo vô dụng nhé. Ông bà ta thường nói chán cơm thèm phở là có thật, nên chiều nay quyết định không ăn cơm và tìm một cái món gì đó thay thế. Hì hục trong cái tủ lạnh thì phát hiện một cái bịch bánh bao chiên, không nhớ rõ là mua hồi nào hay ai cho nữa. À mà nhớ ra rồi là của một người dì cho cách đây khoảng nửa tháng. Kiểm tra đát thì vẫn còn ok nên quyết định xử em nó. Mà món này phải ăn kèm với heo quay hoặc là gà nướng mới hợp. Làm khó tao nữa rồi, vì hiện tại ở nhà làm gì có hai món này. Tiếp tục công cuộc lục lọi tìm kiếm, may mắn thay là ở nhà còn được hai cây lạp xưởng. Chắc có lẽ ăn kèm với bánh bao chiên cũng tạm ok. Lâu lâu kết hợp ngẫu nhiên cho lạ miệng tí xíu. Bật bếp lên nào, cho dầu vào chảo, tình tang để tí xíu cho dầu sôi thì cho em nó vào chiên. Ôi thần thánh ơi, thân em vừa trắng lại vừa tròn. Ý lộn, mình nhầm bài bánh cho nước của Hồ Quỳnh Hương. Lại nhầm nữa rồi, là của Hồ Xuân Hương mới đúng. Đúng là 12 năm đèn sách, chữ thầy trả cho thầy. Chế bề cho em nó vàng đều cả hai mặt. À mà đến bước này là phải chỉnh lựa nhỏ nha, nếu không là sẽ cháy như mình nè. Hu hu, mọi việc đã lỡ rồi, đành chịu thôi vậy. Vẫn là đề tài muôn thở, mình đang trong chế độ diet, hạn chế ăn chất béo. Ăn món này là toàn cả công trình rồi. Nhưng thôi, ăn đi, rồi hậu quả tính sao. Tích tắc, em nó đã vàng đều hai mặt rồi nè. Thật sự hấp dẫn phải không các bạn? Ráp em nó ra cho lên giấy thấm dầu nào. Bạn nào mà muốn ăn béo hơn thì ráp ra thôi, khỏi chơi lên giấy nhé. Tạm để các em nói qua một bên và mình làm mẻ thứ hai, do chảo mình nhỏ nên mình sẽ chiên hai lần. Bây giờ là đến phần luộc lạp xưởng thôi. Mình không thích chiên nên mình dùng cách luộc, nó vừa mềm và vừa ngon hơn là cách chiên nhé. Tèn tèn, cho một cái nồi lên bếp nào, đổ tí nước vào. Không biết hai lạp xưởng này có phải là chuẩn quốc tế châu Á hay không mà hàng dài tới 21 cm lận. Bắt buộc mình phải cắt đôi hai nó ra, nếu không là sẽ không vừa được cái nồi đâu. Ôi một cảnh tượng thật là thê thảm, nhưng chúng ta phải đành chịu thôi. Bây giờ cho hai anh ấy vào cùng tấm nước sôi nhé. Chân lý vai kề vai, súng kề súng, chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau, luôn muôn đời đúng đắn trong trường hợp này. Dùng đũa liên tục chở mình cho hai anh ấy, để cho hai anh ấy tận hưởng 89 kiểu sắc thái khác nhau. À, mình sai quá rồi, để cho hai anh ấy chín đều mới đúng chứ. Kiên nhẫn chờ đợi khi nào nước thấy trong nồi sắc xuống một tí xíu, để cho hai anh ấy chín hoàn toàn là ok. Cuối cùng lạc xưởng cũng đã chín, gấp hai anh ấy ra để nguội, nếu không là sẽ bỏng tay đó do hàng quá sắc bén. Bây giờ là đến giai đoạn quan trọng nhất, đó là cho hai anh ấy lên thớt. Công đoạn tiếp theo nữa, đó là sắc lạc xưởng ra thành từng lát, cho cuộc đời nó khỏi chát. Sắc dày hay sắc mỏng đó là tùy thuộc vào sở thích cá nhân của các bạn nhé. Ban đầu thì đất sắc hơi mỏng nên thấy nó hơi bị lỏng thỏng, sau đó thì đất sắc dày cho cái năng lượng nó tràn đầy. Ai hi hi, sau khi sắc lạp xưởng xong thì bánh bao của chúng ta nãy giờ cũng đã nguội. Dùng dao mổ bụng em nó ra và nhồi vào bụng ẻm và lát lạp xưởng. Nhồi nhiều hay ít cũng lại là tùy thuộc vào sở thích cá nhân của các bạn nhé. Vẫn tính tham ăn như chương bát giới nên mình nhồi khá nhiều nên cuối cùng em nó tét bét tằng beng luôn. Đúng là cái gì cố quá là thành quá cố. Một gia vị không thể thiếu khi ăn món này đó là tương ớt, cho món ăn khỏi bị chớt. Cho thêm tí tương ớt cho hương vị đậm đà và ngon hơn nhé. Ăn món này mà không có nước là dễ mắc nghẹn, đi quy tiên theo ông bà luôn. Chợt nghĩ ra một ý tưởng táo bạo nữa là sẽ chấm thử món này với cà phê sữa. Không nói nhiều, bắt tay vào việc pha chế thôi. Lấy một cái ly cho vào hai gói cà phê mình thích. Ở đây mình sử dụng cà phê Good Morning. Cho thêm nước sôi, cà phê điều là có ngay một ly cà phê để dùng rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng, bắt đầu vào công cuộc giảm cân thôi nhé. À mà không, là công cuộc tăng cân mới đúng chứ. Dọn tất cả mọi thứ ra bàn ăn cho sang chảnh tí nào. Thử cái đầu tiên không chấm với cà phê. À, có vẻ rất ngon và hợp lý. Mùi lạc xưởng mai vế lộ kết hợp với bánh bao và tương ớt ăn rất bắt. Làm nốt cái thứ hai nào. Mọi chuyện rất suôn sẻ cho đến khi cái thứ ba thử chấm với cà phê. Wow, cũng rất ngon, cuộc đời chạy lon ton, có thêm vị ngọt của cà phê nữa. Nhưng đến phần bên trong do lạc xưởng kết hợp với cà phê nên thấy hơi bị chổi. Ăn đại một hồi cũng thấy ngon ngon, nói chung là bụng đang đói, nhét cái gì vô cũng là ok hết. Làm nốt luôn cái cuối cùng nhé. Tên tính tên, thế là chẳng mấy chốc đã hết sạch dĩa, còn ly cà phê cũng sữa luôn. Ôi chu cha ơi, nóng thấy tám ông trời luôn. Có vẻ như là cà phê nóng không phù hợp với tâm của mình nên mình lon ton như một cơn gió chạy đi tìm nước đá bỏ vào và thành phẩm ra đó là một ly cà phê sữa đá. Cho thêm một cái ống hút vào, một cái muỗng nữa nè nhé. Phải khuấy khuấy lên và thưởng thức thôi. Chẳng mấy chốc mọi thứ đã sạch sẽ cho cuộc đời tràn đầy đẹp đẽ. Như vậy là đã xong một buổi chiều tràn đầy năng lượng để làm việc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi những video của Đức nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế.
Hi, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì Đức đang quá trình là làm tiếng cho video của mình. Tại vì một số video Đức không có thu âm trực tiếp, mà Đức sẽ làm tiếng sau khi mà Đức quay video xong rồi thì Đức sẽ làm tiếng như thế này. Thì đây là một cái công đoạn là mất nhiều thời gian nhất, cũng như là nó khó khăn nhất khi mà các bạn quay hình so với khi mà các bạn quay hình trực tiếp như thế. Bây giờ mời các bạn xem quá trình làm tiếng của Đức như thế nào nhé. À mà sực nhớ, ăn món này mà không có nước là dễ mắc nghẹn đi quy tiên theo ông bà luôn. Chợt nghĩ ra một ý tưởng táo bạo nữa là sẽ chấm thử món này với cà phê sữa. Không. Đó, thường thường một câu Đức nói rất là dốc như thế, và sau đó nói nhiều lần thì chúng ta có một video hoàn chỉnh. Ăn món này mà không có nước là dễ mắc nghẹn đi quy tiên theo ông bà luôn. Chợt nghĩ ra một ý tưởng táo bạo nữa là sẽ chấm thử món này với cà phê sữa. Không nói nhiều, bắt đầu pha chế thôi. Lấy một cái ly cho vào hai gói cà phê mình thích, cho thêm nước sôi và phải đều là có ngay được một ly cà phê để dùng gói. Đó là quá trình mà Đức quay từng đoạn như thế, chứ không phải là Đức đọc luôn một lèo. Và Đức đọc rất là lẹo lử đó các bạn. Đức không có đọc quen như là những diễn viên làm tiếng chuyên nghiệp, nên Đức đọc bạn thấy nó rất là lẹo lử luôn.